Rồi. Đã nhả rồi. Gì rất lẹ. Ừ. Rồi thôi, đừng nhảy thôi, đừng mạnh. Lên được mọi người. Rồi đóng cá đi thường, đừng quay từ từ, quay làm sao đừng để cho nó dây nó căng. Giấu thằng cá là mọi người, vẫn đang đều đẹp lắm, đẹp đấy. Hay quá. Hay quá dép đu. Trời ơi, gì mà ghê vậy? Thu. À, anh coi bắt mồi nha. Ui, bay con mồi đi rồi. Ui ui. Mồi quá mọi người. Mày, ui, nó vẫy một phát bay con mồi lên trên kia luôn. Thật là nắng. Rất là nắng luôn. Mình vừa lên hà. Đấy. Hơi bướng tí. Đã mọi người. Chẽm thì tuyệt vời không mà rồi luôn. Rồi ok. Cảm ơn mọi người cũng đã xem video clip của mình rất nhiều nhá. Mình sẽ cố gắng câu thêm 1-2 con nữa. Thấy mấy anh em cứ đi từ từ này lên cá đều đều. Hồi sáng mình cái lúc vừa đấy, mình đi nhanh thì không thấy lên được con nào mọi người. Nên mấy anh em bảo là phải đi chậm như này này. Đấy, cứ đi từ từ chậm như này mọi người. Dính không mọi người? Wow. Thôi. Tuột rồi mọi người. Xốc lưỡi ra. Tuột mất rồi mọi người. Lên mọi người. Xài rồi mọi người. Câu cá nha. Ok, mình lên hàng mọi người. Quá phê. Rồi con clip đầu đó. Wow. Đây. Cái kẹp nó như thế nhỉ, nó dẫy con ba tiêu này nguy hiểm luôn. Cái này cái gì em? Cái này là cá tẽm. Cá tẽm hay cá chẽm? Cái này cá tẽm rồi. Cái này cá tẽm mọi người.
Đó, phải có cái kìm gỡ mới được nha mọi người nhá. Nó kẹp tay đấy. Rồi ok. Tính rồi mọi người. Hôi xảy rồi. Ui. Lên ngay, lên ngay. Dính ngay mọi người. Ghê quá. Vào đây rồi. Cái chém nó gỡ lưỡi rất là giỏi luôn á. Uông mỏi luôn. Tê lách luôn. Đi anh ơi, em gỡ cá mệt quá. Ừ. Gỡ cá mệt lắm. Tê lách luôn mọi người ạ. Rồi. Ui. Nhờ em gỡ cho mọi người ạ. Đấy. Rất là hay luôn. Rồi. Ok, tuyệt vời quá mọi người ơi. Wow. Quá đã luôn. Ơi, da can nó gỡ đá như tử rồi kìa.
có kinh luôn. Chơi gì dính lên dung. Không la làng lên. Mọi người ơi, nắm đất đời đi lên, nắm đất đời đi lên. Wow. Tuyệt vời. Rồi. Không biết bê của gì. Bén lắm đó. Ừ, cầm cẩn thận. Cẩn thận nghe nó giải là đứt á. Đó. Đó. Rất là nguy hiểm mọi người ạ. Con này rất là nguy hiểm luôn, không phải đơn giản đâu. Nó hai cái mang của nó bên này rất là sắc luôn. Wow. Ý, không phải đơn giản thôi, gỡ ra. Hai lớp đờ luôn. Hư rồi. Mọi người, quá to luôn. Wow. Quá phê. Phải có cái kềm nó mới được. Rồi, ok. Con mồi mềm. Đưa cho mọi người qua nha. Cầm cho em chụp cho tấm hình để lát khuôn nhất. Wow. Ngon quá. Rồi, ok.